Ngày hôm qua Nghệ An đã với sứ thanh vào mười nửa hiệp, bà đã toát sang thật nhanh. Để rồi anh Vinh nâng tỷ số lên tiếp theo, đứng giữa nắng mưa cổ động viên vẫn cứ hò reo la 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 la. Hoàng Thịnh người quê choa nhưng giờ đã đi đến xa, còn đâu số 7 giờ em đã là của người ta. Đường rồi xe êm xuôi tỷ số cũng chỉ thế thôi, thế mà bỗng dưng ông Tài nói lỗi trong vạch bôi la 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 la. Bao nhiêu người ngao ngán ôi trời, giả vờ mù không thấy hết lời, dù qua bao nhiêu dối gian vẫn cười. Đời còn nhiều người vẫn thấy, và đời còn nhiều người muốn nói, chớ có mắt như vậy, cớ sao lại thôi mày. Hãy cho em xin một lời, trong Tài ơi, ông hay nói, Tài ơi, phá nát đất mặt rồi, bóng bàn bao năm vẫn tồi, cái ông tên kia vẫn ngồi. Các bạn vừa mới được xem lại những hình ảnh nổi cộm của vòng 9 V-League năm 2016, và với cá nhân tôi thì đấy là hình ảnh nổi cộm của cả một giải đấu trong mùa giải năm nay. Và thậm chí là nói là không ngoa thì nó là một vết đen trong lịch sử của V-League. Và đương nhiên rồi, hình là của VTV, đàn và hát của anh Sóng Nghệ, một cổ động viên của Sông Lam Nghệ An. Và lâu lắm rồi người ta mẹ lại thấy các trọng tài phạm một sai lầm tệ hại trong cùng cả một vòng đấu. Quả phạt đền tưởng tượng ở trên sân Cẩm Phả, bàn thắng 10-10 bóng vào tận nửa mét trên sân hàng đẫy trong cuộc đại chiến giữa Hà Nội Tin Ti và Hải Phòng nhưng lại không được công nhận. Nổi cộm nhất phải là tiếng còi sai của trọng tài Hà Anh Chiến trong trận derby Thanh Nghệ giữa FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Tất cả chúng ta đều thấy toàn là những lỗi vô cùng nghiêm trọng trong những trận đấu rất rất quan trọng. Và nhiều người đã bực tức nói rằng trọng tài đã thổi theo kiểu ăn cướp. Đã có rất nhiều những sự bức xúc, đặc biệt là người dân xứ Nghệ, bởi vì họ có một cảm giác là vừa mới bị tước đoạt đi một điều gì đó. Phi Sơn gọi điện cho tôi mà nói như khóc ở trong ống nghe rằng là cả đội đã cố gắng tập luyện trong một thời gian dài, đã phải chiến đấu 90 phút để rồi một tiếng còi thôi là xóa đi tất cả. Trong đấy ông chú của tôi, một cổ động viên trung lập, thì gọi điện cho tôi và nói rằng: "Ê cu, có phải là trình độ của trọng tài là thấp hơn mặt bằng chung xã hội không?" Và có một cổ động viên Nghệ An trên 50 tuổi thì nói với tôi rằng đã lâu lắm rồi ông mới ngồi xem bóng đá Việt Nam và uống một vài lon bia với những người bạn, nhưng cuối cùng cũng không chấp nhận được. Chúng ta nói tất cả những điều đấy để thấy rằng một sai lầm của trọng tài thôi, nó có thể xóa sổ đi rất nhiều những nỗ lực của những người khác. Đặc biệt là nó xóa đi cái niềm cảm hứng, cái sự tin tưởng của người hâm mộ dành cho sân chơi số 1 của Việt Nam. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều có lý do để bức xúc, bởi vì đây là một cái lỗi nghiêm trọng. Nếu Sông Lam Nghệ An mùa này mà thiếu 1-2 điểm để vô địch, hoặc là thiếu 1-2 điểm để trụ hạng, thì sai lầm của trọng tài không thể nào tha thứ được, bởi vì nó đã tước đi cái thành tích của cả một mùa giải. Nếu là lỗi khó phát hiện thì điều đó còn dễ tha thứ, nhưng đây là lỗi cực kỳ sơ đẳng. Nó vi phạm một cái lỗi sơ đẳng của các trọng tài, đấy là không thấy thì không thổi, chỉ thấy tận mắt mình thì mới được thổi. Và trong trường hợp này thì trọng tài Hà Anh Chiến đã thổi còi mà không cần sự hỗ trợ từ các trợ lý biên của mình. Cho nên là chính điều này khiến cho mọi người hoài nghi về sự trong sạch của trọng tài Hà Anh Chiến. Tôi muốn trao đổi sâu với các bạn một chút về tình huống này, bởi vì thời gian vừa rồi chúng ta hơi tập trung quá vào trọng tài Hà Anh Chiến. Đương nhiên là trọng tài chính thì phải chịu trách nhiệm về trận đấu rồi. Nhưng tôi nghĩ cái lỗi cơ bản nhất để cho tổ trọng tài này phạm sai lầm chính là trợ lý biên. Và trong tình huống này thì chúng ta nhìn ở trên ảnh thì chúng ta thấy là trợ lý biên nhìn rất rõ tình huống, và đương nhiên là ông phải biết vị trí phạm lỗi là ở đâu. Các cầu thủ cũng có cách chế giễu trọng tài một cách vô cùng sâu cay nhưng cũng rất là thông minh bằng một lời khen. Họ khen như này: "Em rất là nể anh hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một trọng tài giỏi. Anh có trình độ chuyên môn cao, anh có sự dũng cảm, anh có sự quyết đoán, nhưng anh không có một thứ, nó nhỏ thôi, nó nhỏ xíu mà, đấy là mắt." Có hai điều mà chúng ta phải quan tâm ở đây là tổ trọng tài Hà Anh Chiến đã mắc sai lầm vì lý do gì? Vì tiêu cực hay là vì trình độ chuyên môn hạn chế? Rất nhiều người nói rằng là vì chuyên môn hạn chế, ok, tôi sẽ mổ xẻ liên quan đến vấn đề chuyên môn. Vậy thì cái chuyên môn của trọng tài Việt Nam đứng ở đâu so với các trọng tài trong khu vực? Tôi nghĩ là thấp hơn một bậc. Bởi vì thứ nhất,
là cái chế độ đào tạo của chúng ta vẫn chưa đủ tốt. Cái thứ hai là nó phản ánh ngay ở cái uy tín của chúng ta ở trên trường quốc tế, tức là rất ít trọng tài của chúng ta được mời đi làm ở những giải quốc tế. Và rõ ràng đấy là một cái thước đo rất rất quan trọng cho chúng ta. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta vẫn có những cuộc bình bầu, vẫn có trọng tài tốt nhất, vẫn có trọng tài thứ nhì, vẫn có trọng tài thứ ba. Nhưng quan trọng là những cái trọng tài đấy của chúng ta so sánh với nền bóng đá thế giới thì chúng ta lại ở dưới khá xa. Thời gian vừa rồi thì rất nhiều các bạn đã khuyến khích chúng ta là quay trở lại sử dụng các trọng tài ngoại cho những trận cấu đinh. Cá nhân tôi thì ủng hộ nếu như nó là giải pháp tạm thời, chứ nếu đấy là kế hoạch dài hạn thì tôi phản đối. Bởi vì vô hình chung trong trường hợp đấy thì chúng ta đã giao toàn bộ những trận cầu khó nhất cho những người nước ngoài, còn các trọng tài của chúng ta thì không có cơ hội để cầm cò những trận đấu lớn. Nói tóm lại là không có trận đấu lớn thì không có cầu thủ lớn, và đương nhiên cũng không có trọng tài lớn. Cho nên chúng ta nên trong giai đoạn này chúng ta chỉ sử dụng một vài trận thôi, nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải đào tạo ra lượng trọng tài của chúng ta, và đi xa hơn nữa là chúng ta có thể xuất khẩu trọng tài. Nếu như trọng tài Việt Nam mà có thể cầm còi ở những trận K-League, G-League hay là những nền bóng đá lớn khác thì lúc đấy chúng ta mới thực sự có uy tín. Có uy tín để khẳng định rằng chất lượng chuyên môn của chúng ta cao, thì bản thân cái uy tín đấy cũng làm cho các cổ động viên, các cầu thủ của chúng ta phục hơn rất là nhiều. Trở lại cái câu chuyện liên quan đến đào tạo trọng tài thì phải nói là ở Việt Nam tôi nghĩ là công tác đào tạo trọng tài của chúng ta tương đối yếu. Xuất phát từ cái chuyện là chúng ta có ít những cái giải đấu. Bây giờ ví dụ giả sử như là chúng ta có một trọng tài, thì bây giờ làm thế nào để chúng ta phát triển họ lên đỉnh cao khi mà ở các cái bước đệm, tức là ở những giải đấu thấp họ không có. Ví dụ như là bây giờ một trọng tài của chúng ta khi mà bắt đầu đăng ký học trọng tài, học lý thuyết xong rồi thì cầm còi ở đâu, đúng không ạ? Và lúc đấy thì chúng ta đã bắt đầu phải đưa lên hạng nhì, bắt đầu đi lên hạng nhất rồi V-League, đấy là con đường duy nhất. Nhưng ở những cái nước phát triển khác thì người ta làm một cách khác, tức là người ta cố gắng làm sao yêu cầu một trọng tài phải bắt được đủ số lượng trận mới được thăng hạng. Tức là các trọng tài phải chú ý để tích điểm cho bản thân mình, tích điểm những cái trận đấu để có thể được thăng hạng, chứ không phải là theo cái kiểu cảm tính là chúng ta nhìn à trọng tài này có vẻ ok, chúng ta đưa lên. Và lúc đấy thì vô hình chung chúng ta làm tăng thêm cái cơ hội để có tiêu cực, ví dụ như là lo lót, chạy suốt, thậm chí là tham nhũng, đút lót. Và chính cái kiểu làm như thế của chúng ta khiến cho mọi người càng thêm nghi ngờ. Ví dụ ở Nhật Bản, một năm người ta gột khoảng 7.000 trọng tài. Ở đây tôi muốn khẳng định lại là 7.000 trọng tài. Và họ bắt đầu đưa các trọng tài đi làm ở những giải đấu, những giải đấu nhỏ trước, sau đó là đi vào học đường, tiểu học, trung học, đại học. Và chúng ta đừng quên là thể thao học đường của Nhật Bản là cực kỳ phát triển. Sau đấy mới đến là G-League 4, G-League 3, G-League 2, G-League 1. Đấy, chúng ta thấy họ phân cấp, phân hạng rất là rõ ràng. Và chỉ có những trọng tài tốt nhất mới được ra để bắt ở AFC Champions League, và xa hơn nữa là có thể là vòng loại World Cup hoặc là vòng chung kết World Cup. Đấy, chúng ta nhìn thấy họ có một cái lộ trình như thế, văn ôn võ luyện. Không có trọng tài nào mà có thể là tăng, nâng cao đẳng cấp của mình chỉ mà ngồi xem băng hình hoặc là rút kinh nghiệm của người khác. Đấy là điều chắc chắn. Thời gian vừa rồi thì mọi người nói rằng là tổ trọng tài Hà Anh Chiến không đủ trình độ chuyên môn để cầm còi trận đấu này. Nhưng mà tôi lật lật ngược lại vấn đề là tại sao như vậy thì ban trọng tài lại giao một cái trận đấu khó như thế cho tổ trọng tài không đủ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Và tôi phải khẳng định là trận derby Thanh Nghệ giữa FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An ở trên sân cỏ còn nóng hơn cả trận Hà Nội Team D gặp Hải Phòng. Tôi đảm bảo là như thế. Và tại sao người ta lại đưa ra một quyết định như vậy? Và tôi cho rằng trong trường hợp này thì ngay cả ban trọng tài cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Và đương nhiên những người không hoàn thành nhiệm vụ cần có một cái hình thức xử lý, thậm chí là hình thức kỷ luật. Thú thật với các bạn là mặc dù vừa mới giải thích về mặt chuyên môn, nhưng mà cá nhân tôi không tin lắm cái khả năng là trọng tài Hà Anh Chiến và các cộng sự của mình phạm sai lầm bởi vấn đề liên quan đến chuyên môn. Nhưng mà cá nhân tôi thì nói thật, tôi là một người mà tương đối cẩn trọng với nhân phẩm của con người. Bởi trong trường hợp này thì nó không chỉ là uy tín, là hình ảnh của trọng tài Hà Anh Chiến, mà còn của giới cầm còi Việt Nam, rồi còn danh dự của gia đình, của địa phương ấy nữa. Thế nên tất cả chúng ta có thể bức xúc, nhưng ban tổ chức, ban trọng tài thì cần phải điều tra một cách rõ ràng để đưa ra một câu trả lời trước công luận rằng tổ trọng tài Hà Anh Chiến đã phạm sai lầm vì chuyên môn yếu hay là vì tiêu cực. Tôi nghĩ đấy là điều quan trọng nhất vào thời điểm này. Và cuối cùng thì tôi muốn tiết lộ cho các bạn một thông tin mà tôi vừa mới nhận được, là trọng tài Hà Anh Chiến đang đứng trước một nguy cơ là sẽ bị treo còi vĩnh viễn, dưới một cái cách nói nhẹ nhàng hơn là không mời điều hành các trận đấu nữa. Và với một cái quyết định như thế thì chúng ta biết là những người trong cuộc đã xác định đây thuộc lỗi gì, và tất cả chúng ta cũng đã có câu trả lời cho mình. Và để kết thúc chương trình Vlog Minh Hải của tuần này thì tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện liên quan đến trọng tài FIFA Trương Thế Toàn, một người cũng đã dính tiêu cực.
Như chúng ta đã biết là hơn 10 năm trước thì trọng tài FIFA Trương Thế Toàn đã dính tiêu cực và bị bắt. Và cách đây vài tháng thì tôi có gặp lại anh, thực sự là nghe những câu chuyện của anh rất là thương cảm. Anh nói rằng là thực sự là bây giờ cuộc sống của anh bị đảo lộn sau một cái biến cố như vậy. Anh cảm thấy rất là xấu hổ khi tụ tập chỗ đông người, hay là rất là đơn giản thôi, anh có cảm giác rằng những người con của anh đã bớt tự hào đi về mình và họ ít kể những câu chuyện về cha mình. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, và đối với anh đấy là một cái hình phạt lớn nhất, là anh ngại không dám ra sân hàng đấy để sống với niềm đam mê cả đời của mình. Và cuối cùng thì tất cả chúng ta đều thấy tiền bạc thì ai cũng cần, ai cũng phải kiếm ra, nhưng kiếm ra bằng cách nào nó mới quan trọng. Và chúng ta có tự hào về những đồng tiền đấy hay không, đấy là điều quan trọng nhất. Và tôi muốn nói điều đấy với tất cả mọi người, và mong rằng là bóng đá của chúng ta sẽ sạch, bóng đá của chúng ta sẽ trong sạch nhờ những con người trong sạch như tất cả chúng ta. Và điều đầu tiên là chúng ta nói không với tiêu cực.